thì bây giờ chúng ta cùng nhau vào quan sát thế nào là hình nón ngoại tiếp và nội tiếp khối chóp. Thì chúng ta nhìn thấy ngay đây là bài đầu tiên đánh dấu sự kết hợp giữa hai chương. Chúng ta biết là chóp á, nó không thuộc vào khối tròn xoay, mà chóp ở đây nó thuộc vào khối đa diện, đúng không các em? Đây là khối đa diện. Tức là anh này là thuộc vào chương số 1 đấy. Chương số 1 đấy. Có đúng không? Còn hình nón là gì? Hình nón là khối tròn xoay. Khối đa diện là khối được tạo thành từ nhiều các đa giác. Còn khối tròn xoay thì không phải tất cả các mặt nó đều là đa giác. Sẽ có các mặt đây là đường tròn. Đó, thì thằng này là thuộc vào chương 2. Vậy thì đây là bài đầu tiên đánh dấu sự kết hợp giữa hai chương. Đấy, sau này các kiến thức của chúng ta liên phần rất nhiều, đại số cũng thế. Học sang nguyên hàm, sau này nguyên hàm tích phân giải cả min max cơ. Đấy, nên chúng ta phải hiểu là có những dạng bài tập chúng ta phải biết kết hợp cả những cái chương trước lại. Thì nó mới là một kỳ thi lớn được. Được chưa nhỉ? Rồi, vậy thì đến lúc này đây chúng ta cùng nhau quan sát thế nào là hình nón nội ngoại tiếp của khối chóp. Thì ở đây thầy sẽ xét đến trường hợp đầu tiên. Có hai dạng thôi. Bài tập không quá nhiều bởi vì cách làm của nó sẽ khá là dễ. Cái khó nhất ở đây đó là cái tưởng tượng về ngoại tiếp, nội tiếp. Nó khó thôi. Còn khi các em đã hiểu được cái hình vẽ, hình biểu diễn của nó rồi thì đây là những bài tập khá đơn giản nhá. Nhưng mức độ của nó là mức độ 8 điểm. Nào, đầu tiên hãy quan sát cho thầy đó là khối nón ngoại tiếp khối chóp. Quan sát đi. Trên hình thầy đang vẽ cho các em hình nón, khối nón, các em đọc khối hình được nhá. Ngoại tiếp một hình chóp. Để chưa nhỉ? Hình nón ngoại tiếp một hình chóp. Vậy thì các em sẽ nhìn thấy ngay, à, hình nón nó ngoại tiếp một hình chóp khi hình nón đó và hình chóp chung đỉnh với nhau. Là cùng chung đỉnh S này. Đấy. Được chưa nhỉ? Và tiếp theo này, đường tròn đáy của hình nón là đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy của hình chóp. Đó. Vậy thì các em nhìn này, trong cái hình đầu tiên thầy ký hiệu đây là hình 1 đi. Và thầy ký hiệu đây là hình 2. Hình 1 là hình nón ngoại tiếp cho tam giác. Thì đường tròn đáy của hình nón này đang ngoại tiếp tam giác ABC. Còn đối với hình số 2 thì là hình nón ngoại tiếp hình chóp tứ giác. Thì các em sẽ nhìn thấy ngay là đường tròn đáy của hình nón đang ngoại tiếp tứ giác ABCD. Ok chưa nhỉ? Đó. Vậy nếu các em đã hiểu được về hình vẽ rồi, comment cho thầy số 1 nhá. Hiểu được hình vẽ thì comment số 1. Chưa hiểu thì phải giải thích lại. Phần này chỉ có hiểu nhau về hình vẽ thôi. Không hiểu được hình vẽ thôi khỏi làm bài nhá. Nhìn được hình vẽ, hiểu được hình vẽ thì comment số 1. Rồi. Đấy. Các em thấy ông thầy vẽ từng hình ra một để các em quan sát được bài. Ok. Nào thì các bạn khác có hiểu không? Thầy thấy mới có 5-6 bạn comment thôi. Các bạn khác có hiểu được hình vẽ không? Comment hết cho thầy. À, vậy thì đến lúc này chúng ta sẽ nhìn hộ thầy thêm một điều nữa đó là gì? Vậy rõ ràng là khi hình nón nó ngoại tiếp hình chóp á, đúng không? Thì chúng ngoài chung đỉnh ra, chúng còn chung cả đường cao. Nghĩa là trục của hình nón là đường cao của hình chóp. Trục của hình nón là đường cao của hình chóp. Cái này các em có thể ghi thêm vào nhé. Tức là chúng ta có trục của hình nón là đường cao của chóp. Rồi. Ok. Vậy thì trước khi chúng ta vào làm bài tập, thầy sẽ cho các em một số các chú ý quan trọng. Đó là các cái kiến thức liên quan đến đường tròn ngoại tiếp một đa giác. Cái này không thấy chắc chắn luôn, kinh nghiệm đó là gì? Không nhắc, còn đố chúng mày nhớ được. Chúng mày toàn quên thôi. Nào, vậy thì nhớ thầy nào. Vậy ở đây chúng ta hãy cùng nhau quan sát các cái trường hợp mà đường tròn đáy của hình nón á ngoại tiếp đa giác đáy của hình chóp. Thứ nhất này,
Nếu khối chóp nè, các em nhìn này, nếu ở đây chúng ta có hình nón ngoại tiếp nhá, khối chóp có đáy là tam giác đều. Nếu khối chóp có đáy là tam giác đều thì bán kính của hình nón sẽ bằng cạnh nhân căn 3 trên 3. Cạnh nhân căn 3 trên 3. Nó đến từ đâu nhỉ? Nó đến từ đâu thì ở đây thầy giải thích sang bên cạnh thôi nhá. Nào. Ơi, sao lại nhảy này? Nhiều lúc thầy cũng không hiểu nổi cái máy này luôn đấy. Bị làm sao á? Bị làm sao ấy? Đây, vẽ rồi sau đó thầy sẽ fix. Thôi nhưng mà thế này thì rồi là như này, giả sử thầy có tam giác ABC là tam giác đều đấy, và đường tròn tâm O là đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC, vậy khi đó bán kính của tam giác đều này sẽ bằng OA đúng không? Bán kính của tam giác đều này chính là OA. Mà nếu bây giờ thầy kéo dài OA cắt BC ở đây tại điểm M, với M ở đây là đường cao, AM ở đây sẽ là đường cao đúng không? M là trung điểm BC. Thì không khó để chúng ta suy ra rằng ở đây là OA của chúng ta nó chiếm 2/3 đường cao của tam giác đều. Được chưa nhỉ? Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều chiếm 2/3 độ dài đường cao của tam giác đều. Đó. Vậy thì khi đó tại sao thầy có công thức là R nón của chúng ta bằng A nhân căn 3 trên 3? Bởi vì thầy sẽ lấy đó là 2/3 chiều cao. Thầy ghi là 2/3 AM nhé. Được chưa nhỉ? Vậy thì anh này có phải bằng 2/3 nhân với cạnh. Chúng ta biết đường cao là căn 3, cạnh nhân căn 3 trên 2 đúng không? Vậy nếu chúng ta lấy 2/3 nhân căn 3 trên 2 thì ở đây anh này của chúng ta sẽ bằng cạnh nhân với cả căn 3 trên 3. Vậy trong trường hợp mà nếu mà các em không nhớ công thức ở đây là căn 3 trên 3 thì các em cứ nhớ, phải nhớ cho thầy đó là nó chiếm 2/3 đường cao. Ok, công thức đầu tiên xong. Tiếp theo, đáy là tam giác vuông. Thôi tam giác vuông thì thôi đừng, nó đơn giản quá đúng không? Đừng có quên là được, trong tam giác vuông á thì các em hiểu là trung điểm của cạnh huyền á chính là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác vuông. Vậy thì rõ ràng bán kính của nó bằng một nửa cạnh huyền chưa? Bán kính của nó bằng một nửa cạnh huyền, vậy nếu các em nối vào đây này nó bằng nốt này. Các em hiểu thì nói này cho nhỏ, vậy nó bằng cạnh huyền chia 2. Thế trong tam giác thường thì ta làm như nào? Nếu trong tam giác thường thì các em phải nhớ đến hệ thức lượng của lớp 10. Đó là bán kính của đường tròn ngoại tiếp thì các em sẽ lấy cho thầy này. Ví dụ như thầy có tam giác ABC thì chúng ta sẽ lấy cho thầy là tích 3 cạnh của tam giác chia cho 4 lần diện tích. Trong đó diện tích ta sẽ tính theo hay đâu? Bởi vì các em có độ dài 3 cạnh của tam giác rồi thì diện tích tam giác ta tính theo hay đâu? Quên công thức thì phải xem lại trên nhóm, thầy đã cung cấp lại công thức lớp 10 rồi. Video dạy, coi như dạy các em lớp 10 các em được xem lại rồi, coi như các em học lại từ đầu cũng có nhá, phải xem lại. Rồi vậy thì trong cái trường hợp tam giác thầy đã khai thác hết rồi. Còn nếu đáy là tứ giác thì các em phải lưu ý một điều là nếu một tứ giác đó mà có đường tròn ngoại tiếp đó, thì tổng hai góc đối diện phải bằng 180 độ. Cái này là các em phải nhớ rồi, tứ giác nội tiếp đường tròn lớp 9. Cho nên ở đây là nếu mà hình nón đó, mà nó ngoại tiếp một khối chóp tứ giác đó, thì thường khối chóp tứ giác đó sẽ cho đáy là hình vuông và hình chữ nhật. 99% là cho hình vuông hình chữ nhật. Và bán kính của nó bằng nửa đường chéo. Thì cái này đơn giản quá. Hình vuông hình chữ nhật. Đúng không? Đây. Giả sử thầy vẽ hình tròn như này. Và thầy có một cái hình chữ nhật như này. Đây, vẽ thêm một cái nữa. Thì không khó để các em sẽ nhận ra là bán kính của đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật ABCD chẳng hạn nhá, thầy có hình chữ nhật ABCD thì chúng ta ở đây sẽ lấy cho thầy là giao của hai đường chéo, thì giao của hai đường chéo nó sẽ là tâm của đường tròn đúng không? Đấy, đây chính là tâm của đường tròn và bán kính của nó thì ở đây bằng đường chéo chia 2. Đấy, đường chéo chia 2. Tuy nhiên thì trong trường hợp hình vuông thì các em phải nhớ là đường chéo của nó thì là nếu mà đường chéo chia 2 thì các em có thể nhớ là lấy cạnh nhân căn 2 trên 2.
Nếu mà bạn nào nhớ thêm công thức này thì tốt, còn không thì các em cứ tính đường chéo rồi các em chia 2. Bởi vì cạnh nhân căn 2 là đường chéo mà. Vậy chia 2, cạnh nhân căn 2 chia 2 là nửa đường chéo. Chúng ta cùng nhau sang ví dụ số 1. Hình tứ diện. Một hình tứ diện đều có cạnh bằng 1. Có một đỉnh là đỉnh của hình nón. Ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Tính diện tích xung quanh của hình nón bằng. À, thì các bạn cùng nhau quan sát ở thầy. Các bạn cùng nhau quan sát ở thầy. Đầu tiên này, đây là hình tứ diện đều có cạnh bằng 1. Các em có thể vẽ hẳn một hình tứ diện đều ra cũng được nhá. Vẽ hẳn, nghĩa là vẽ chính xác ra, thì các em nhớ cách dựng tứ diện đều. Đó là chúng ta phải dựng một cái đường cao của tam giác đáy, sau đó các em chia 3 phần bằng nhau. Đấy, sau đó các em hiểu là trọng tâm của chúng ta cách đỉnh 2 phần. Đấy, thầy dựng như này là thầy dựng khá là cẩn thận. Rồi, bây giờ thầy sẽ tẩy các cái nét đất đi. Ok. Rồi. Thì ở đây thầy sẽ đặt tên cho khối tứ diện đều này, tứ diện ABCD. Và ở đây có một cái khối nón này này. Nó có đỉnh là trùng với đỉnh của hình tứ diện, thì thầy sẽ để khối nón đó là đỉnh A luôn. Thầy gọi đây là khối nón N nhá. Khối nón này có tên là khối nón N. Thì khối nón N này của chúng ta này, nón này, gồm có, thầy sẽ để đỉnh là A. Vậy thì đề bài có nói là ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón, nghĩa là đáy của hình nón này này sẽ là đường tròn ngoại tiếp cái tam giác BCD. Đấy, các bạn hình dung được cái hình nón này chưa? Có đỉnh là A này và đáy là đường tròn ngoại tiếp cái tam giác BCD. Thì nếu cần thiết thì các em nên vẽ hình nhá. Đấy là nếu cần thiết. Đấy, thầy vẽ ra cho các em đàng hoàng. Tất nhiên là vẽ thằng này thì thầy không biết là có vẽ bằng cái này nó có hợp lý không. Nhìn nó thôi, gọi là chấp nhận được. Đấy, các em nhìn phiến thôi. Đấy, thì cái đường tròn này ở đây là thầy vẽ nó chưa một cái vị trí quá đẹp được. Thầy vẽ bằng máy cho nó đẹp, thầy vẽ bằng tay nó khá là nguệch ngoạc. Rồi. Nhưng chúng ta hiểu là đỉnh là A, đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Đề bài yêu cầu là tính diện tích xung quanh của hình nón. Để tính được diện tích xung quanh của hình nón á, thì các em nhớ là sờ xung quanh thì ta phải sờ rất lâu rồi. Vậy pi là l. Vậy thì chúng ta cần những gì? Chúng ta cần yếu tố ở đây, đó là cần bán kính và cần đường sinh. Nào, một bạn cùng phân tích với thầy. Thầy mời Hà Vi nào. Dạ, để em ạ. Tứ diện đều này có cạnh đều bằng mấy hết nhỉ? Có cạnh đều bằng 1 á. À, vậy thì cho thầy hỏi này, khối nón, đây thầy viết thêm chữ khối. Khối nón có đỉnh, khối nón N có đỉnh là A, đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Hãy đọc cho thầy một vài đường sinh nào. Đường sinh AB, AC với cả AD. À, vậy khối nón N của chúng ta sẽ có đường sinh L của chúng ta sẽ bằng AB hoặc AC hoặc AD. Và nó bằng mấy rồi nhỉ? Bằng 1 ạ. À, vậy yếu tố còn lại của em đó là bán kính ạ. Bán kính. Thì em phải hiểu là đáy của chúng ta là đường tròn ngoại tiếp tam giác nào? Ngoại tiếp tam giác BCD ạ. À, đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Vậy thì có phải là bán kính của hình nón, bán kính đáy của hình nón chính là bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều BCD thôi? Dạ có. Tam giác BCD là tam giác đều cạnh bằng mấy? Cạnh bằng 1 ạ. À, vậy thì R nón ở đây là R ngoại tiếp, nghĩa là bán kính cái đường tròn ngoại tiếp cái tam giác BCD. Mà BCD lại là tam giác đều cạnh bằng 1. Vậy em còn nhớ đó là chúng ta lấy cạnh nhân căn 3 chia mấy? Căn 3 chia 3. À, vậy thì thằng này bằng căn 3 chia 3. Đấy, suy ra R nón của chúng ta bằng căn 3 chia 3.
Vậy em lắp công thức vào cho thầy xem anh này bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng căn 3 trên 3 nhân với cả pi ạ. Nhân với 1, đúng không? Vậy kết quả là pi căn 3 trên 3. Và đáp án thì chúng ta sẽ nhân thêm A bình. Đáp án gì em nhỉ? Rồi, ví dụ tiếp theo, ví dụ số 2. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác vuông tại A. AB có rồi. Có cạnh AB bằng 3A. Góc ABC bằng 60 độ. Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng đáy. Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng đáy là trung điểm của BC. Góc giữa SC và mặt đáy bằng 30 độ. Yêu cầu tính thể tích của khối nón. Khối nón nhá, ngoại tiếp hình chóp đã cho. Thầy cũng lưu ý cho tất cả các em là đừng có đọc đề ở câu ví dụ số 2, đọc đề xong lại cứ lúc nào cũng nghĩ là đề bài hỏi thể tích khối chóp nhá. Đấy, bây giờ trở đi nó lại hỏi thể tích khối nón, thì khối nón ngoại tiếp hình chóp đã cho. Rồi thì bây giờ thầy và các em phải dựng hình đã. Chúng ta cùng nhau quan sát thật nhanh này. Đấy. Thầy sẽ dựng đáy đó. Ôi, nhảy này. Cái thế nhỉ? Thôi, ta vẽ từng nét một cho nó mát. Nào, sao thầy đẩy đẩy đi vậy? Nhiều lúc nó không nhảy theo ý mình. Rồi, thì bây giờ các em cùng nhau quan sát của thầy là đề bài có cho yếu tố đó là hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt phẳng đáy là trung điểm BC. À vậy thì từ yếu tố này ở đây chúng ta hiểu là ta sẽ phải lấy trung điểm cạnh BC. Giả sử thầy để BC nằm ở đây thì trung điểm của nó ở vị trí này. Vậy thì từ cái trung điểm của BC ta phải dựng vuông góc lên để ta thu được đỉnh S. Được chưa nhỉ? Và ta thu được luôn cả đường cao đấy. Đây là S nhá. À vậy thì hình dung chung thì các em sẽ nhìn thấy ngay là giả sử thầy gọi trung điểm của anh này chưa có tên đúng không? Thầy gọi anh này là H nhé. Thì đây chính là khối chóp có mặt bên vuông góc về đáy. Cái mặt bên chứa SH chính là mặt vuông góc về đáy, mặt bên SBC ấy. Được chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ nối S với B lại này. S với A lại này. Và S với C lại. Ok. Rồi. Đề bài yêu cầu là tính thể tích của khối nón ngoại tiếp hình chóp đã cho. Khối nón ngoại tiếp hình chóp đã cho, thứ nhất là thầy cũng sẽ luôn luôn đặt khối nón nó tên là N. Vậy chúng ta hãy quan sát cho thầy biết này. Vậy khối nón N có đỉnh là gì? Nào, thầy cần một bạn giúp thầy. Mời Quỳnh Anh nào. Khối nón ngoại tiếp hình chóp này thì đỉnh của khối nón này là đỉnh nào? Em đang thầy đỉnh là đỉnh S ạ. À, thì đáy của khối nón này là đường tròn nào? Em đang thầy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ạ. À, đáy của nó sẽ là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Rất chính xác. Vậy, bây giờ Quỳnh Anh cho thầy hỏi này. Nếu ngoại tiếp tam giác ABC. Vậy Quỳnh Anh cho thầy hỏi là đề bài đang cho em đang nói khối nón này có đỉnh là S. Vậy đường cao của khối nón này là cạnh nào? Em cho thầy là SH ạ. Đúng rồi. Thầy có nói ngay từ đầu đó là gì? Đó là đường cao của nón chính là đường cao của chóp. Em đã nghe rõ cái này chưa? Rồi, vậy thì bây giờ em tính toán cho thầy này. Để tính thể tích của khối nón em cần những gì? Em phải hiểu là trong công thức thể tích nó gồm có chiều cao và... Quỳnh Anh? Em thấy là có chiều cao ở bán kính. Đúng rồi, chiều cao và bán kính nghĩa là để tính thể tích thì không cần đường sinh. Còn tính diện tích mới cần đường sinh, em hiểu chưa? Rồi thì bây giờ em tính cho thầy này. Đề bài cho đáy vuông tại A.
Vậy thì khi đó em hiểu là nếu đáy vuông tại A thì cái đường tròn ngoại tiếp đáy á, sẽ có bán kính là cạnh nào? Em này có bán kính là cạnh BC ạ. Ủi không, sao lại BC? Tâm là gì đã? Tâm của đường tròn này là điểm nào? Em này tâm là Là trong tam giác vuông, tâm đường tròn ngoại tiếp là trung điểm cạnh huyền, nhớ chưa? HA HA hoặc HB hoặc H gì? HC ạ. Vậy thì nhắc lại cho thầy này. Nếu đáy của khối chóp là một tam giác vuông, nếu đáy của khối chóp là tam giác vuông thì bán kính của nón sẽ bằng cạnh huyền chia mấy? Em thầy bằng cạnh huyền chia 2 ạ. Vậy anh này bằng BC chia 2. Chúng ta có AB thì bằng 3 này. Góc ABC bằng 60 độ này. Chứng tỏ góc C này sẽ là 30 độ. Vậy cạnh nào là cạnh ngắn nhất trong tam giác vuông này? Em thưa thầy là cạnh AC ạ. Cạnh ngắn nhất là cạnh đối diện bao nhiêu độ? Đối diện ba cạnh AB ạ. À, vậy cạnh huyền gấp mấy lần cạnh góc vuông bé nhất? Em thấy cạnh huyền gấp á. Gấp 2 lần cạnh góc vuông bé nhất. Em đã nhớ chưa? Đây nhá, Quỳnh Anh cho thầy hỏi này. Có phải AH là đường trung tuyến thì có phải là thầy có ba anh này bằng nhau không? Thế thì cho thầy hỏi là với góc 60 độ thì tam giác HAB là tam giác gì? Em thấy là tam giác đều ạ. À, tam giác HAB là tam giác đều, em hiểu tại sao BC gấp đôi AB chưa? Bởi vì nó bằng nốt anh này còn gì nữa. Hiểu thầy nói thế này chưa? Rồi vậy anh này BC thầy sẽ thay thành 2 lần AB chia mấy? Chia 2 ạ. Vậy kết quả nó bằng bằng 3. Bây giờ em cần tìm nốt đó là chiều cao SH. Để tìm chiều cao SH thì chúng ta có một giả thiết chưa sử dụng. Thầy tẩy cái đường tròn này nhá, bởi vì thực tế là cái đường tròn này nó không quan trọng lắm. Bạn nào mà không tưởng tượng được mới phải vẽ thôi. Góc giữa SC và đáy là góc nào? Chúng ta chưa khai thác giả thiết này. Em thấy góc giữa SC và mặt đáy là góc SCH ạ. Đó chính là góc SCH và đề bài đang cho bằng bao nhiêu độ đây? Em thấy là 30 ạ. Bằng 30 độ. Rồi, anh này bằng 30 độ. Mà em có HC thì bằng mấy nhỉ? HC bằng 3. Bằng 3. Vậy thì chứng tỏ là cạnh SH, em nhìn độ thầy SH đối diện bao nhiêu độ đã? 30 ạ. Vậy thì nó phải bằng, nó bằng căn 3 HC hay nó bằng HC chia căn 3? Em thầy là bằng HC HC chia cho căn 3. Đúng rồi, đối diện 30 độ thì phải nhỏ hơn cạnh góc vuông còn lại nên phải chia, em hiểu chưa? Vậy thì ở đây nó bằng căn mấy? Em thầy bằng căn 3. 3 chia căn 3 thì còn căn 3, có đồng ý không? Rồi, bây giờ em lắp cho thầy nào, vậy thể tích của khối nón lúc này bằng? Em thấy là bằng 1 phần 3 nhân với căn 3 Nhân pi. nhân với cả 3 bình ạ. 3 bình là 9, 9 chia 3 còn 3, vậy anh này là 3 căn 3 nhân pi đúng không? Đáp án là gì em thấy chưa? B ạ. Rồi. Cho hình cho SABC có AB bằng 2 này, AC bằng 3 này và BC bằng căn 2. À vậy thì đề bài đang cho một hình chóp có đáy ở đây, nghĩa là đề bài cho độ dài ba cạnh đáy luôn. Khi đề bài cho độ dài ba cạnh đáy, việc đầu tiên của thầy kiểm tra xem tam giác này có đều không, có cân không. Đều cân là rất dễ nhìn là không đều không cân rồi, đều là ba thằng phải bằng nhau, còn cân là phải có hai thằng bằng nhau. 2 3 với căn 2 là không cân không đều. Có vuông không? Muốn biết có vuông hay không thì phải tìm ra bình phương cạnh lớn nhất, đó chính là cạnh AC. Anh này bình phương lên được 9, anh này bình phương lên được 4, anh này được bình phương lên được 2. Chúng ta phải lấy tổng bình phương của hai anh bé nhất cộng lại
thì nó ra 6. Vậy 6 thì lại không bằng 9 được. À, vậy thì tam giác này không vuông. Đấy là việc đầu tiên là thầy phải kiểm tra thật nhanh. Bình phương hết các cạnh lên, rồi lấy tổng bình phương hai cạnh bé nhất xem có bằng bình phương cạnh lớn nhất hay không. Rồi, ok, xong. Vậy thầy kết luận tam giác ABC không cân, không đều, không vuông, không gì cả. Đó, chỉ là tam giác bình thường thôi. Đề bài cho tiếp theo là ba cạnh bằng nhau. Ba cạnh bên bằng nhau và cùng bằng 11 căn 3 trên 23, tính thể tích khối nón. Ngoại tiếp hình chóp đã cho. Nào, vậy thì cho thầy hỏi việc đầu tiên này. Nếu đề bài cho chúng ta là ba cạnh bên bằng nhau, Việt Anh đâu? Hãy nhắc lại cho thầy, nếu ba cạnh bên bằng nhau thì chân đường cao sẽ là gì? Dạ. Chân đường cao. Ừ. À, trọng cơm à? Trời ơi. Ba cạnh bên bằng nhau mà lại không biết chân đường cao ở đâu này anh này. Cho có các cạnh bên bằng nhau. Thằng này phải đấm phong cho thầy biết. Phong. Hãy đấm nó bằng cách là em cho thầy biết chân đường cao là đâu. Phong biết không? Em biết. Ừ. Cho có các cạnh bên bằng nhau thì chân đường cao là gì? Chân đường cao là cái em không nhớ. Thế mà mày đòi đấm nó. Đến chết cười. Này tào lao thật đấy. Nào, mây nhớ không em? Thằng này phải chém nó. Em như thầy thì em quên. Ơ. Đấy, Duy, cảm ơn Duy. Chính xác, chân đường cao là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Ngoại tiếp tam giác ABC. Chính xác. Ok, vậy những bạn nào mà quên thì viết lại thật nhanh cho thầy. Ok, word của thầy đâu? Em đợi thầy một chút nha, thầy bật cuốt lên. Bởi vì cái này nó dài. Đó. Rồi. Em ghi lại thật nhanh cho thầy này. Khối chóp có các cạnh bên bằng nhau thì chân đường cao của khối chóp là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy. Ôi, nó bị bay đâu mất rồi. Ghi lại thật nhanh cho thầy. Khối chóp có các cạnh bên bằng nhau thì chân đường cao của khối chóp là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy. Để ngang ra viết cho nó dài. Sao cái này nó bị làm sao nhỉ? Đây. Ok chưa? Rồi. Hãy nhớ một số các cái khối chóp đặc biệt. Khối chóp này. Khối chóp có các cạnh bên tạo với đáy một góc bằng nhau thì chân đường cao cũng là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy. Nhớ chưa? Có hai khối chóp đều có chân đường cao là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy, đó là chóp có các cạnh bên bằng nhau. Chóp có các cạnh bên bằng nhau và chóp có các cạnh bên tạo về đáy một góc bằng nhau. Cho có các cạnh bên tạo về đáy một góc bằng nhau thì chân đường cao của chúng ta đều là tâm đường tròn ngoại tiếp của đáy. Còn khối chóp này có các mặt bên tạo với đáy
một góc bằng nhau thì chân đường cao là tâm đường tròn nội tiếp đáy. Đó. Các mặt bên tạo với đáy một góc bằng nhau thì chân đường cao là tâm đường tròn nội tiếp đáy. Tất cả đều được thầy dạy hết rồi. Từ lớp 11 nhé. Từ lớp 11 chứ không phải lớp 12 đâu. Lớp 12 còn nhắc lại mấy lần chán rồi đấy. Được chưa nhỉ? Rồi, các bạn đã ghi nhớ được thì comment cho thầy số 1 nhé. Đã ghi nhớ được 3 kiến thức này rồi, comment cho thầy số 1. Được chưa nhỉ? Thầy xem đây cái này, sao đây này nó bị đen. Ghi được xong chưa? Comment số 1 cho thầy biết nhé. Ok. Rồi. Vậy thì đến lúc này đây chúng ta hiểu rằng là chân đường cao của chúng ta là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy. Nhưng đáy của chúng ta lại là một tam giác bình thường. Nghĩa là tam giác không cân, không đều, không vuông đó. Vậy thì chúng ta xác định chân đường cao như nào? Thì chúng ta sẽ phải lấy một điểm gọi là điểm biểu diễn thôi cho cái tâm đường tròn ngoại tiếp. Giả sử thầy để đây là tâm đường tròn ngoại tiếp, giả sử nó nằm ở đây đi, thầy gọi đây là điểm O. Thì từ điểm O này chúng ta phải dựng vuông góc lên để ra được cái đỉnh S. Đó, đây sẽ là A này, B này, C này. Và thầy nhắc lại lần nữa, O là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy thì SO sẽ là đường cao. Ok. Nào, tiếp tục. Thầy muốn hỏi bạn Đức Mạnh nào. Đức Mạnh cho thầy biết là khối nón ngoại tiếp hình chóp SABCD có đỉnh là gì, đáy là gì? Trời ơi, lại không có mic rồi. Nào thầy mời mời Hiếu nào. Vậy khối nón, cái khối nón cần tìm đây gọi là khối nón N nhé, cho đỡ phải viết lại nhiều. Vậy khối nón cần tìm có đỉnh là gì em? Hiếu. Là là. Vậy khối nón N có đỉnh là gì? Đâu rồi Hiếu? Anh nghe thấy không? Có. Đỉnh là gì? Khối nón N. Khối nón N là khối nón ngoại tiếp hình chóp này này. Thì đỉnh của khối nón này là đỉnh nào? Khối nón ngoại tiếp thì trung đỉnh với khối nón, à với khối chóp. Đỉnh gì? Đỉnh S ạ. Ừ, đỉnh S. Đáy của nó sẽ là đường tròn nào? Đường tròn đáy của nó chính là đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy. Ngoại tiếp tam giác nào đây? BC ạ. Ừ, vậy thì em sẽ để luôn là đáy là đường tròn tâm gì luôn? Tâm O ạ. Tâm O. Rồi, và đề bài yêu cầu là tính thể tích. Thì để tính thể tích thì em cần có hai yếu tố nào để tính được thể tích của một khối nón nhỉ? Có đường cao ạ. Và? Và bán kính đáy. Rồi ok. Vậy thì nếu đỉnh là S đó, thì em phải nhớ. Vậy thì chiều cao của khối nón sẽ là cạnh nào? Cạnh SO ạ. Rồi, chiều cao của nó là cạnh SO. Vậy thì bây giờ em phải đi tính SO và phải đi tính bán kính đáy. Đồng ý chỗ này không nhỉ? Vâng. Rồi đề bài cho các cạnh bên đều bằng nhau và đều bằng. Đề bài cho các cạnh bên cùng bằng nhau và đều bằng 11 căn.
11 căn 23 trên 23. Rồi, ba cạnh đáy có độ dài lần lượt. Ơi. Mic nó tắt đi bật lên liên tục. Rồi rồi, để mời bạn khác. Mời Tú Hiền nào. Thu Hiền nghe thấy không em? Lại bị ao rồi. Nào anh Việt Anh chuộc lỗi đi anh Việt Anh ơi. AB bằng. AB bằng 2 ạ. AC bằng. AC bằng 3. BC bằng. Căn 2 ạ. Ờ, vậy thì em sẽ nhìn này, nếu đáy của em là đường tròn tâm O thì các cái cạnh OA, OB, OC nó chính là bán kính có đúng không? Vâng. Mà em còn nhớ công thức bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác thì được tính bằng công thức nào không? L ngoại tiếp bằng. Ừ. À, tích ba cạnh chia cho 4 nhân với diện tích. 4 lần diện tích, tích ba cạnh là 2 nhân 3 nhân căn 2. Chia cho 4 lần diện tích của tam giác ABC đúng không? Vâng. Diện tích tam giác ABC thì thôi bấm thẳng máy tính thôi. Bởi vì hệ rông mà. Em phải hình dung ra cách bấm. Nào. Đầu tiên em bấm nửa chu vi là bao nhiêu đây? 3 cộng 2 cộng căn 2 chia 2. Chia 2, sau đó em ấn bằng một cái đúng không? Ấn căn này của an nào xanh cứ tắt mic hoài. Answer nhân answer trừ 3. Trừ 3 nhân answer trừ 2. Nhân answer trừ căn 2. Rồi, nhân an sơ trừ đi từng cạnh một đúng không? Đúng ra căn 23 trên 4. À, vậy ra căn 23 trên 4. Vậy thì thôi, bây giờ chúng ta thay số vào luôn nhé. Nào, 2 nhân 3 nhân căn 2 chia cho 4 lần, cái giá trị vừa rồi là 4 lần an sơ. Kết quả ra bao nhiêu đây? 6 căn 46 trên 23. 6 căn 46 trên 23. 6 căn 46 trên 23. Ok. Rồi, vậy R bằng 6 căn 46 trên 23. Đường cạnh bên thì lại bằng 11. Nghĩa là em hiểu là cạnh bên ở đây nó chính là đường sinh đúng không? Vâng. Vậy đường sinh của chúng ta là 11 căn 23 trên 23. Vậy từ đó em sinh ra cách tính H chưa? Rồi. Nó là căn của là bình trừ là bình. Vậy anh này bằng 11 căn của này L bình là bao nhiêu đấy? 11 căn 23 trên 23 bình phương. 11 căn 23 trên 23 bình phương chứ 6 căn 46 trên 23 bình phương. 6 căn 46 trên 23 bình phương. Kết quả bằng 7 căn 23 trên 23. 7 căn 23 trên 23. Rồi, vậy thể tích của chúng ta bằng? Vậy, bằng 1 phần 3. Thôi, cái này thì nó số nhiều nên em bấm luôn nhé. 1 phần 3 này. H ở đây là? 7 căn 23 trên 23. 7 căn 23 trên 23. Nhân với cả pi. Thôi pi thì không cần bấm. Nhân R bình thôi. 6 căn 46 trên 23 bình phương. Nó xấu như này thì em xử lý như nào? Thử tính đáp án một. Không. Em nhìn về ba đáp án BCD đều dư căn hay mới? Dư căn 23. Chia cho căn 23 sẽ biết phân số này bằng bao nhiêu? Đáp án C. Ví dụ số 4 nào. Thôi câu số 4 khá dễ. Nên là câu số 4 thầy sẽ bỏ qua nhé. Yeah. Câu số 4 này em tự làm giúp thầy. Được chưa? Coi như phần bài tập về nhà. Bởi vì đáy là đây, thầy phân tích qua này. Hình nón của chúng ta ngoại tiếp hình chóp đều SABCD. Thì hình nón này của chúng ta này, nó có đỉnh ở đây. Nó có đỉnh ở đây là S. Và đường cao của nó sẽ là SO. Với O ở đây là giao điểm của hai đường chéo, đúng không? Được chưa? Và tiếp theo ở đây là đáy của nó là đường tròn. Đáy của chúng ta là đường tròn ngoại tiếp hình vuông, bởi vì trong chóp đều ABCD là hình vuông các em đúng không? Trong chóp đều ABCD là hình vuông, vậy đáy của chúng ta là đường tròn ngoại tiếp
cái hình vuông ABCD có cạnh ở đây là bằng 2, có cạnh bằng 2A. Cạnh ở đây bằng 2A. Vậy từ đó suy ra bán kính của đường tròn, bán kính của hình nón lúc này ở đây sẽ bằng này. Đó là cạnh của hình vuông nhân với cả căn 2 trên 2. Vậy kết quả ở đây là A căn 2. Thì kèm bị căn 2 cũng được nhá. Ok chưa? Thì công việc còn lại của các em này, thì chúng ta để ý là cạnh bên của chúng ta chính là đường sinh. Đấy, những câu như này thầy thậm chí cũng không cần vẽ hình cơ. Đấy, thầy làm luôn cho các em luôn này. Có L, có R rồi suy ra H. Vậy H của chúng ta bằng này, căn của L bình này trừ R bình. Có đúng không? Cạnh bên của hình hình nón mà ngoại tiếp hình chóp á, thì cạnh bên của hình nón ở cạnh bên của hình chóp á, nó phải chính là đường sinh của hình nón chưa? Đây này. Đây các em nhìn này, chúng ta xét các cạnh bên SA này, SB này và SC này, có phải các cạnh này của chúng ta chính là đường sinh của hình nón không? Đó. Bên kia cũng thế nhá, bên kia chẳng qua là chúng ta nhìn ra được nhiều đường sinh hơn thôi. Nên nếu mà chúng ta nhớ là không cần phải vẽ hình đâu. Vậy anh 3 bình lên là 9 này, R bình lên là 2 này, vậy kết quả đây là căn 7. Vậy thể tích của chúng ta bằng này, 1 phần 3 này nhân căn 7 này nhân pi này nhân căn 2 bình phương nhân với cả căn 2 bình phương. Cố gắng nhá, còn một phần nữa đấy, đừng có mà lười học. Vậy kết quả của chúng ta đây là 2 căn 7 trên 3 nhân pi. Đáp án của chúng ta là đáp án D. Các em có hiểu cách làm thầy làm tắt như này, các em có hiểu bài không ạ? Thầy muốn hỏi thử. Các em có hiểu cách thầy phân tích các yếu tố ra không? Comment số 1 cho thầy biết nhé. Nếu mà các em giảm tải được vừa vẽ hình thì bài này sẽ rất là ngắn. Nào có mình Duy hiểu và các bạn khác có hiểu bài không? Cạnh bên của hình chóp là đường sinh của hình nón. Đáy là đường tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh bằng 2 thì bán kính của nó bằng cạnh nhân căn 2 trên 2. Đó. Thế có đường sinh có bán kính rồi thì các em suy ra nốt đường cao, đúng không? Chúng ta dùng Pythagore. Rồi. Thì để kết thúc cái phần này, chúng ta cùng nhau sang cái loại cuối cùng về nón, đó là nón nội tiếp chóp. Thì định nghĩa về ngoại tiếp như nào thì định nghĩa về nội tiếp tương ứng như vậy thôi. Đó là hình nón, chết rồi, sao hình nón ngoại tiếp. Chỗ này là nội nhá. Thầy đánh nhầm đấy. Hình nón nội tiếp hình chóp khi chúng trung đỉnh và đường tròn đáy của hình nón là đường tròn nội tiếp đa giác đáy của hình chóp. Vậy thầy nhắc lại lần nữa, nó là đường tròn đáy của hình nón lúc này lại là đường tròn nội tiếp đa giác đáy của hình chóp. Được chưa nhỉ? Rồi. Vậy thì đến lúc này các em quan sát hình thì các em sẽ thấy. Vậy đến lúc này các em lưu ý nhá. Hình nón nội ngoại tiếp hình chóp thì trung đỉnh trung đường cao. Tuy nhiên thì trong hình nón nội tiếp hình chóp thì cạnh bên không phải là đường sinh đâu nhá. Chúng ta nhìn này, cạnh SA này nó không phải là đường sinh đâu nhá. Nên các em phải lưu ý chỗ này. Đường sinh của chúng ta nó là từ S, chúng ta kẻ vào các cái điểm mà đường tròn này tiếp xúc với cả các cái cạnh của đa giác đáy. Đây này, đường sinh của ta là các đường màu xanh này này. Đấy, cho nên nó không phải là các cạnh bên của hình chóp đâu nhá. Lưu ý, còn vừa rồi là ngoại tiếp thì ok. Vậy thì yếu tố nội tiếp thì không thể nào không nhắc đến việc tính bán kính. Thì bán kính của đường tròn nội tiếp thì ta tính như thế nào? Thì các bạn, ở đây nội tiếp nó dễ hơn ngoại tiếp khá nhiều. Đó là trong tất cả các tam giác đó, thầy sử dụng chung một công thức. Đó là bán kính của đường tròn nội tiếp thì các em nhìn thấy về mặt ký hiệu, thành ký hiệu ở đây khác đi một chút. Đó là bán kính đường tròn ngoại tiếp đó, thì thầy ký hiệu là R lớn. Còn bán kính đường tròn nội tiếp đó, thì thầy sẽ ký hiệu là R nhỏ. Để cho chúng ta phân biệt là khi nào là bài toán nội và khi nào là bài toán ngoại. Chúng ta sẽ đừng bị quên. Thì trong tất cả các tam giác đó, chúng ta thầy đều sử dụng một công thức chung để tính bán kính đường tròn nội tiếp. Đó là thầy lấy diện tích chia cho nửa chu vi. Trong chương trình lớp 10 chúng ta biết là diện tích của một tam giác bằng nửa chu vi nhân bán kính đường tròn nội tiếp. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có là
bán kính đường tròn nội tiếp bằng diện tích chia cho nửa chu vi. Đó, cho nên là lấy diện tích chia nửa chu vi. Vậy ta cần độ dài ba cạnh của tam giác là xong. Đó. Rồi, ta phải tính độ dài ba cạnh của tam giác thì mới tính được bán kính đường tròn nội tiếp nhá. Tính diện tích theo hệ đôi. Còn nửa chu vi ta cộng vào chia bạn chia đôi. Tiếp theo này. Đó là hình tròn nội tiếp khi đáy ta là một tứ giác thì cũng có một cái điều đặc biệt là ví dụ như là nếu đáy là hình chữ nhật thì lấy đâu ra đường tròn nội tiếp? Các em có hiểu không? Nếu đáy là hình chữ nhật thì làm sao đường tròn nội tiếp hình chữ nhật được? Vậy đường tròn đó, nó chỉ nội tiếp hai cái tứ giác chính thôi. Đó là hình vuông với hình thoi, nhưng mà hình thoi không thi mấy. Thầy cũng gần như không thấy hình thoi thi mấy. Đó. Các bạn hiểu thầy nói này chưa nhỉ? Nên thầy thì 99% là dễ thi vào hình vuông thôi. Phần này người ta không đánh đố em làm gì cả. Vậy nội tiếp nó có hai loại, đáy là tam giác, tính bán kính bằng diện tích chia cho nửa chu vi, đáy là hình vuông thì cạnh chia đôi. Bán kính của nó đây này, các em nhìn này, bán kính của nó là cái cạnh này này. Thầy gọi đây là cạnh OM đúng không? Thì OM chả bằng một nửa cạnh hình vuông mà. Nếu ABCD là hình vuông. Chỉ có thế thôi, không có gì nhiều. Vậy thì phần này đây cũng lý do tại sao thì chỉ cho các em có hai câu. Đấy, cùng nhau làm với thầy hai câu. Đừng bỏ qua nhé. Chóp tam giác đều SABC có cạnh đáy bằng A. Góc giữa một mặt bên và mặt đáy bằng 60 độ. Diện tích xung quanh của hình nón đỉnh là S. Hình nón chúng ta có đỉnh là S. Đáy là hình tròn nội tiếp tam giác ABC. Bài này nó nói như thế này rồi thì chúng ta hiểu thừa. Chúng ta phải thừa hiểu là cái hình nón của chúng ta được tạo thành như nào. Có đỉnh là S. Đáy là đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Vậy chúng ta dựng hình thật nhanh nhé. Chóp đều thì các em nhớ là chúng ta phải vẽ biểu diện đáy là một tam giác đều này. Thì chúng ta sẽ phải lấy, trong chóp đều chúng ta sẽ phải lấy cho thầy trọng tâm để dựng đường cao. Chia 3 này. Đó, lấy trọng tâm để dựng đường cao. Đây là S nha, đây là A này, đây là B này, đây là C này. Ok. Cạnh đáy của chúng ta bằng 1. Thôi thầy nối lại hết đã. Rồi. Nào. Thầy mời bạn, thầy gọi đây đáy là tâm O nhé. Thầy mời Dung nào. Dung cho thầy biết cái hình nón á, mà có đỉnh là S, đáy là đường tròn nội tiếp tam giác ABC á, thì nếu mà em muốn vẽ cái đường tròn thì đây nó sẽ như nôm na như này, nhưng mà mình vẽ xấu lắm. Được chưa? Đấy, ồ may quá nó lại khá là đẹp. Em hình dung ra đây là hình nón nội tiếp hình chóp chưa? Ừ. À vậy hình nón này có đỉnh à, có đường cao là gì? Đường cao là SO. Vậy đường cao của nón lúc này sẽ chính là SO. Bán kính của hình nón bằng gì? R nhỏ nhá, em nên ghi R nhỏ để hiểu đây là R nội tiếp. Thì bán kính của đường tròn đáy á, thì đây là đường tròn nội tiếp tam giác đều có đúng không đã? Vâng. À vậy thì thầy đã có công thức, đó là em sẽ lấy diện tích chia cho gì? Nửa chu vi ạ. À diện tích bằng bao nhiêu? Cạnh bằng 1, 1 bình nhân. 1 bình nhân căn 3 chia 4. Thì nửa chu vi. Chu vi bằng bao nhiêu đã? 3 cạnh bằng 1 thì chu vi bằng? Bằng 1 3 3 phần 2. Rồi em bấm máy tính cho thầy biết nó bằng bao nhiêu nào. Căn 3 trên 6. À căn 3 trên 6 à? Thế thì tính nhầm à? Căn 3 trên 6. Ừ đúng rồi, căn 3 trên 6 thôi thì tính nhầm. Căn 3 trên 6. Vậy thì thầy có bán kính này, thầy có chiều cao này. Nhưng thầy muốn tính diện tích xung quanh thì thầy cần phải tính cả được cả gì nữa em nhỉ? Vậy suy ra L bằng gì? L là dài nhất, vậy L phải bằng H bình cộng L bình.
Vậy anh này bằng, à từ từ còn chưa có SO. So sorry, còn chưa có SO, đã tính được SO đâu. Chúng ta còn chưa khai thác một giả thiết, đó là góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60 độ. Em chọn mặt bên nào? Mặt bên FBC. À thế thì em sẽ gọi cái điểm này là điểm M nhá. Với góc giữa mặt bên FBC và đáy là góc nào? FMO. FBC và mặt phẳng ABC này, góc chúng ta sẽ là góc SMO. Góc này bằng 60. Ok. Mà em sẽ em vừa tính được OM bằng bao nhiêu đấy? OM bằng căn 3 chia 6. Đúng rồi, OM. Bởi vì các em phải hiểu là đường tròn nội tiếp tam giác đều thì nó sẽ tiếp xúc với cạnh BC tại M, cho nên OM chính là bán kính, đúng không? Căn 3 trên 6. Vậy cạnh SO bằng bao nhiêu? SO đối diện bao nhiêu độ? Đối diện 60 độ, bằng 1/2. Vậy nó bằng OM nhân hay chia nhỉ? Nhân ạ. Vậy ở đây nó bằng 1/2. Vậy anh này bằng 1/2. Vậy suy ra L bằng bao nhiêu nhỉ? Căn của H bình. Vậy thì bằng bao nhiêu đi? H ở đây là 1/2 bình này. Vậy anh này bằng căn 3 trên 3. Căn 3 trên 3. Căn 3 trên 3. Vậy diện tích xung quanh bằng bao nhiêu? Bằng pi 1/2 nhân căn 3 trên 3. 1/2 á? À, căn 3 trên 6 nhân căn 3 trên 3 ra bao nhiêu? Pi trên 6 đúng không? Pi trên 6, đáp án đây là C. Rồi, ok, cảm ơn Dung.